Em Thuốc Aro Sài Gòn xin kính chào anh em. Thì hôm nay em giới thiệu anh em một con âm ly khá là quen thuộc, rất là được nhiều anh em chơi. Đó là âm ly Denon BMA 1500R 25 mã. Thì một cái dòng 1500R 25 mã này nó rất là hay, vượt xa cái tầm giá ha. Đối với Denon 2000 và 2000 mã thì gọi là nếu mà nội rồi so sánh về chất âm thì không có cửa gì ha. Còn ngoài hình thì 2002 trơn và 2000 la mã thì nó to và gấu hơn nhiều. Thì cái đó là với audio chơi ai cũng là công nhận là như vậy ha. Thì anh em về được một con phải nói là rất là đẹp, rất là mới và là không tì vết, ngay cả cái nắp luôn, không một vết trầy trên cả cái nắp. Mà anh em xem ha. Rất là đẹp. Phải nói là đẹp mỹ mãn luôn ha. Lát em mở ra cho nó tiện cho anh em xem luôn. Thành vách phía bên đây nè. Ồ, nó mới. Thành vách trên cũng vậy, không xước sẹo lông mèo lông chuột gì trơn ha, rất là mới ha. Anh em thấy cái phay nhôm vàng xước không đó, nó mới, nó còn ống ánh như vậy á. Chữ này nâu hoàng ché luôn, những cái núm nút mà rất là đẹp, rất là sáng ha. Đó, anh em dòng chỉ cái phay nữa không, cái đó là đẹp không tì vết ha. Con này có dây nguồn và khiển, thì nó về là không có khiển, cái khiển này là cũng là khiển zin anh em ha, xài được cho volume luôn ha. Đây thì đối với những 1500R 25 mã này, khiển là chỉ có xài volume lớn nhỏ và tắt nguồn, thì em này cũng xài đủ full chức năng ha. Và ngoài ra thì cái con này chúng ta có thể xài được cho thêm CD hoặc là cái tuner. Cái remote này rất là giá trị ha, em tặng kèm luôn. Đây là Motrin, không phải theo đời âm ly nhưng mà remote xịn anh em ha. Đấy, thì anh em nào không lấy remote thì trừ ra 400.000 cho em. Rồi. Con này là đẹp không có gì để bàn cãi hết. Rồi phần phía sau này nè. Đấy. À, nó mới chát như vậy nè. À, Denon 1500R 25 mã. Suzuki đuôi là 1099 ha. Công suất là 250W. Máy in da băng. Đây, các cọc chân lắc cắm đầu vào. Đấy, đẹp là khỏi chê luôn. Các chạm lo nè, là mới chát luôn nè, không một vết teo, một vết rỉ gì hết. Đấy, nó mới đến mức độ đó nè. Cái nắp phía trên cũng vậy nè. Đẹp mê hồn luôn. Rồi thì em sẽ để cái máy xuống, em mở cái nắp ra cho anh em xem phần nội thất bên trong luôn ha. Anh em giờ chát luôn, ngay cả phía bên trong cũng vậy nè. Con này là rất là mới anh em ha, chưa chắc những hàng thùng shop đã mới bằng những cái con này đó. Những cái tăng phun nguồn nè, mới chát luôn. Mấy cái đó là dính keo, cái đó là keo riêng của hãng anh em ha. Đó, đây là sườn bên phải nè, tắt chân dưới là vàng khè luôn. Đấy, cái ngóc ngách phía bên trong đây là rất là mới ha. Con này rất là mới, ngay cả cái tản nhiệt này anh em nhìn thấy không, nó còn trắng phao ống ánh luôn. Đấy, nắp bơm mạch nè, mới chát luôn. Đó, sạch sẽ và mới tinh từng ngóc ngách. Đây là tổng thể nội thất nó đây. Đấy, bây giờ giá con này chia sẻ đây là 11.200.000 ha, 11.200.000. Nguồn và khiển zin, không đúng đời nhưng mà là khiển zin, xài full chức năng. Thì đối với những con này thì xài tắt nguồn với volume lớn nhỏ thôi, không có như con AE thì chúng ta có thể chuyển ngõ CD phono rồi được. Đấy, em show mặt mũi một lần nữa ha. Con này là không tì vết, không có gì điểm trừ luôn. Rồi thì mời anh em nghe đoạn nhạc, thì em đang ghép với nó là một đôi Onco Sister 1001, đánh rất là căng, rất là hay ha. Đôi lo thì em có làm clip lúc sáng rồi, giá là 20.500.000. Rồi, mời anh em nghe đoạn nhạc. Đây, em sử dụng volume nè, remote chứ.
Hỏi mây mây lặng đứng, hỏi gió gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng ngày. Đấy nó lỏng biên anh em, để em bỏ lên bỏ xuống nó lỏng biên nha. À. Im mạch rằng anh đang ngoài chiến tuyến, người yêu thay tay xuống, vôi mộng là lá rừng vì quê hương còn thơ. Yêu xin để đó cho xác chết ngâm cười, cho nước mắt thôi rơi. Nhớ xuân xuân năm nào bên bếp lửa vui ngồi đàn ám cho vang tiếng pháo đón giao thừa, bánh chưng rất xanh với hoa rất vàng, mà ngỡ là giấc mơ thanh bình. Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ, và lang thang chim én mang sầu về cuối trời, cho em là bước và hoa thơm cỏ biếc, với gió mát lưng đồng, với tiếng sao tuyệt vời. Anh sẽ về khi không còn tiếng súng, trời xanh cao tiếng hát, tim trồi nhạc đón mừng, để hoa xuân lại thơm, để môi em lại ấm, cho áo mới yêu đời, cho tiếng pháo thêm vui. Với giá là 11.200.000 anh em ha. Rồi, em xin kính chào anh em.